Và sau đó con chuột nhỏ lùi lại nép vào tường, dương mắt nhìn con mèo đỏ to lớn. Con chuột nhỏ bất thình lình nhảy qua bức tường và chạy nhanh hết sức của nó. Chú chuột nhỏ bé ơi, chạy nhanh lên. Bất thình lình, con mèo to lớn nhe nanh và nhào qua bức tường. Mình ghét con mèo. Về khoảng này thì mình đồng ý với cậu đó Tí Quạo à. Mình nhớ có lần suýt chút nữa mình trở thành bữa ăn trưa của con mèo Ara rồi. Tất cả loài mèo đều xấu xa và hư như mèo Ara hết sao Tí Dương? Ara cũng là con mèo, dĩ nhiên xấu xa và hư rồi. Mèo thì vẫn là mèo thôi. Tí thiên nhiên đúng đó các sĩ trung của ta. Con mèo vẫn chỉ là con mèo. Con mèo vẫn chỉ là con mèo. Con mèo ngu ngốc kìa, mắt nó đi. Đừng có để con chuột lấy cắp đi vô mẹ ta. Ara, mi không phải là một con mèo giỏi, rất đáng bị ta coi thường. Không bắt được chuột, cũng không bắt được chim, không bắt được lũ xì trung. Mi chẳng làm được cái gì hết. Mi chỉ biết ăn ngủ trên giường của ta, lấy bỏ chết cho ta. Vậy đủ rồi, hãy cút đi. Mau. Nhưng lão Gà Mên đối xử với mèo Ara tệ lắm á Tí Dương. Vậy tại sao con mèo đó không chịu bỏ hắn đi? Dù các con có tin hay không, họ vẫn cần lẫn nhau. Đó là một phần rất quan trọng trong mối quan hệ đặc biệt giữa người chủ và vật nuôi. Vậy sao thưa Tí Vua? Con cũng muốn được làm một ông chủ có thú cưng. Sáng mai chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này. Giờ thì đi ngủ đi các sĩ trùm, chúc ngủ ngon. Chúc Tí Vua ngủ ngon. Sĩ trùm ơi, sáng mai đầu tiên mình sẽ hỏi xin Tí Vua mình muốn nuôi một con bò. Nếu Tí Vua cho cậu nuôi con bò, chắc mình sẽ được phép nuôi một con công. Mình sẽ xin phép Tí Vua cho mình nuôi thú cưng là một con gấu. Chắc chắn các cậu sẽ ngạc nhiên với thú cưng của mình. Mình ghét thú cưng của cậu. Nè mèo con, mèo con, mèo con, đến giờ ăn khuya rồi nè mèo con. Nè mèo con, mèo con, mèo con, cứ nhịn đói cho tới chết đi con mèo ngu ngốc kìa. Tất cả các sĩ trim đều muốn có thú cưng đó Tí Vua. Tí Dụng về muốn nuôi bò, còn con muốn nuôi ngựa đó Tí Vua. Con thích có một con công. Còn con thích nuôi gấu. Con thích thú cao cỡ. Ngài làm ơn cho phép tụi con đi Tí Vua ơi. Ta rất tiếc nhưng đó không phải là thú cưng thích hợp cho dân sĩ trùm đâu. Tuy nhiên ta cũng không phản đối việc các con có thú cưng. Hay là vậy, chờ tới khi chúng ta có thú cưng, hãy tổ chức một buổi trình diễn đi. Có giải thưởng nữa. Sẽ có giải thưởng cho tất cả thú cưng. Giải thú cưng lớn nhất, thú cưng nhỏ nhất, thú cưng vui tính, thú cưng dễ thương, thú cưng thông minh, thú cưng nguyên thủy. Và còn dĩ nhiên ai cũng thấy là chúng ta không thể có buổi trình diễn nếu chúng ta chưa có thú cưng riêng. Vì vậy cho nên Tí Cận này xin thông báo buổi thám hiểm săn thú cưng bây giờ được chính thức bắt đầu. Vấn đề của Mi bây giờ là Mi chẳng là gì và rất tầm thường, chỉ là con thú nuôi vô dụng mà thôi. Vô dụng tầm thường dưới mức bình thường. Nhưng không lâu nữa đâu, một khi Mi đã nếm cái bánh tuyệt vời này á mèo cưng à, Mi không còn là con vật tầm thường nữa đâu. Không, Mi sẽ là một con mèo bác sĩ trung tuyệt đỉnh. Ồ, ta bay là đà về nghịch chơi vui rồi sẽ ăn một chút kem. Mời Mi ăn tối thú cưng của ta. Thưởng thức đi, thưởng thức đi. Ăn cái bánh đi và tận hưởng nó trước khi ta biến Mi thành một con chuột bị ướt đó. Ồ, vậy là hư rồi. Mình đã bỏ quá nhiều bùn vào bánh. Chỉ cần cậu nhớ là phải nói chuyện nhẹ nhàng, các sinh vật sống trong rừng sẽ luôn luôn đi theo cậu á. Thử đi tí cô nương, và hãy nhớ những điều mình đã dạy. Giống vậy á hả? Tuyệt vời, đúng rồi đó. Mình ước gì mình xì trim được con bướm đó giống cậu đó Tí Thiên Nhiên. Được chứ, nếu như cậu chịu khó kiên nhẫn một chút. Mình sẽ hết sức kiên nhẫn mà. Nè mèo cưng, mèo cưng, mèo cưng, đến giờ ta cho Mi ăn rồi đây. Ta làm cái bánh này cho Mi đó. Ăn tráng miệng đi cục cưng. Ăn cái bánh đi, không thì ta cũng biến Mi thành một cái bánh đó. Con bò sao? Ta nguyền rủa, ta đã bỏ quá nhiều sữa rồi. Xin chào Tí cô nương, cậu đang làm gì vậy? Mình đang cố bắt con bướm cho buổi trình diễn á. Còn cậu làm gì? Mình cũng vậy nè.
Cố gắng nha Tí Dụng về, cậu sẽ bắt được đến cậu kiên nhẫn á. À, mong sao con bướm của mình sẽ tới sớm. Mình đã kiên nhẫn 3 tiếng rồi đó. Ta kêu mi ăn. Ăn. Nếu mi không chịu ăn cái bánh đó thì ta sẽ... Trời ơi, chắc là tại mình bỏ quá nhiều trứng rồi. Xì trưng quá đi. Bò rùa, đừng bay mất nha. Chúng ta sắp sửa có một buổi trình diễn thú cưng đó. Chờ tới khi trời tối, họ sẽ được xì trâm. Mình ghét mấy con nhện. Các thú cưng xì trâm quá. Mình thật sự mong con bướm của mình sẽ bay tới đây liền. Mình cảm thấy mệt rồi đó. Xin chào. Nhột quá. Bé Tí ơi, chắc anh phải bỏ cuộc thôi. Bạn thiệt là dễ thương đó. Mình rất thích bạn. Bạn thích mình không? Mình sẽ gọi bạn là bông sù. Bạn làm thú cưng của mình nha. Không có gì để tranh cãi hết đó cục cưng à. Ăn bánh đi. Cuối cùng thì lấp lánh dễ thương của ta ơi, bọn xì trung sẽ không thể nào cưỡng lại nổi đâu bé cưng. Không thể, không bao giờ. Thằng đá nhỏ ơi, sắp về tới nhà rồi. À phải, đúng đó bé Tí. Và sao đó? Ồ trời, bé Tí ơi, trước đây anh chưa bao giờ thấy con vật nào giống vậy hết. Có vẻ như hai đứa thích nhau ha. Chắc là em đã tìm được thú cưng của em rồi đó. La 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 la. Chúng ta còn đợi cái gì nữa? Mình ghét phải chờ đợi. Chúng ta có thể bắt đầu khi Tí Dụng về quê về làng. Đợi khi trời tối thì chúng ta sẽ soi sáng họ bằng chính ánh sáng của bạn đó. Chịu không? Tí Dụng về tới rồi. Xin chào các cậu. Xin lỗi mình đã quay về trễ, nhưng nhờ vậy mà mình đã tìm được một con thú cưng. Nó đẹp quá đi. Chắc chắn rồi. Không cần phải cho nó ăn, không cần phải chải tóc, cũng không cần. Không phải là hòn đá Tí Dụng về, mà là đó đó. Con lấp lánh dễ thương đó. Dễ thương quá. Thật ngạc nhiên. Tí Wow, bây giờ ta tới thư viện. Con ngó chừng con dễ thương đó nghe. Mình ghét con dễ thương. Và bây giờ cuộc thi tài năng bắt đầu. Cậu thấy bông xù của mình đâu không? Mình không để tìm ra nó. Xin lỗi Tí cô nương, nhưng mình không thấy đâu hết. Nếu mình không tìm ra nó, làm sao mình cho nó tham dự cuộc thi tài năng được đây? Ngân Nga Bào Chiếu. Chiếu. Phải chắc chắn nó chiếu lấp lanh. Tí nhạc sĩ và thú cưng dế xin mời. Yeah. Tí Điệu ơi, thấy bông xù của mình đâu không? Mình không thấy Tí cô nương ơi. Nhưng khi nào mình thấy, mình sẽ xì châm với cậu. Lấp lánh dễ thương, xem trang 235. Thì phải thú nhận một điều là thú cưng của bạn tỏa sáng lấp lánh hơn của mình đó. Cũng phải, con lấp lánh đó sẽ giành tất cả giải cho coi. Loài vật tên lấp lánh dễ thương đã tuyệt chủng từ hơn 1000 năm nay. Làm gì còn lấp lánh dễ thương? Đây là sản phẩm của lão Đàm Ơn. Dạ thưa Tí Vua, Tí Vua ơi, con không tìm thấy bông xù của con ở đâu. Giờ không bàn chuyện đó, ngôi làng đang gặp hiểm họa. Cuối cùng thì lấp lánh dễ thương bé nhỏ chiếu lấp lánh dễ thương bé nhỏ hành động thôi. Được sự nhất trí của mọi người, anh vô cùng hân hạnh được trao cho em bé xì trâm ạ, giải thưởng chung cuộc dạ. Trời ơi, tất cả là lỗi của mình. Yeah.
thật ngạc nhiên. Chuyện gì đã xảy ra nhở? Ta cũng không biết nữa, pháp thuật không thể nào đoán trước được. Bông xù ơi, bạn ở đâu? Bạn có biết mình quý bạn lắm không? Bạn cứ... Bông xù, bạn đó hả? Bông xù, chuyện gì vậy? Bông xù. Nè Tí Phá, mình không thể nào hiểu nổi. Đầu tiên, con lấp lánh dễ thương là lấp lánh dễ thương. Sau đó, nó trở thành con quái vật to lớn. Và rồi, lấp lánh dễ thương thành quái vật nhỏ xinh dễ thương. Bây giờ Tí Vua lại nói, thật ra con lấp lánh dễ thương là chính là con mèo Ara. Nhưng mà con mèo Ara là con mèo bự kinh khủng. Nói thiệt nha Tí Phá, bây giờ mình rối tung luôn rồi. Rối tung là thú cưng của ta hả? Đúng chứ. Để coi ta có cái gì đây. Mèo Ara sao? Nhìn mi coi, đúng là sinh vật vô dụng mà. Nè, bây giờ mi giải thích chuyện này sao đây? Được rồi, các sĩ trùm kéo. Mình ghét kéo lên. Dạ. Hộp dụng cụ giùm mình đi, Tí dụng về ơi. À, đừng thôi Tí cận. Ôi trời ơi, chân của ta. Ôi da, ta cần phấn hoa tuyết để chữa vết sưng trên chân của ta. Ôi, nhưng mà ta không thể về lấy được phấn hoa tuyết. Đừng lo lắng Tí Vua ơi, để con về lấy cho. Tí Dụng về, tất cả là do lỗi của cậu. Cậu nên về lấy phấn hoa tuyết ngay lập tức, nếu không Tí Vua sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Ôi trời ơi. Rồi đây thưa Tí Vua, con đã có hết sức rồi. À, được rồi, cậu hãy đưa nó cho mình đấy. Con về rồi nè thưa Tí Vua. Nhưng Tí cận, điều này không công bằng chút nào. Để con. Ồ, bị rớt xuống sông rồi. Đừng có lo lắng thưa Tí Vua, con sẽ về lấy thêm nhiều phấn hoa tuyết nữa cho ngài. Hả? Nhưng chỉ có một bông hoa tuyết trên khắp thế giới thôi. Và nó chỉ nở một lần trong một năm. Và bây giờ nó sắp chuẩn bị nở rồi. Nói cho con biết ở đâu đi, con sẽ đi lấy liền. Ta rất vui khi con nói vậy đó Tí Cần à. Và thật sự bông hoa tuyết mà ta cần hiện giờ đang mọc ở trên đỉnh núi Băng. Trên đỉnh núi Băng. Nghe đây các chị Trùm, các con không được phép hái hoa tuyết, chỉ cần mang phấn hoa về. Như vậy bông hoa tuyết vẫn có thể xì trâm hoa hàng năm. Dạ thưa Tí Vua. Các sĩ trâm tiến lên. Tạm biệt. Thượng lỗ bình an. Sự dũng cảm của các cậu sẽ không Tí đồ ơi, mình khát nước quá. Mình đã quên đi tắm nữa. Mình còn chưa dọn dẹp phòng ngủ. Cho mình về nha. Hãy thoải mái đi Tí Cận, không có gì phải lo lắng hết á. Không có gì đâu mà. Nè Tí Đô ơi, mình có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi á. Bị theo dõi hả? Thôi đi nào Tí cô nương. Nhưng sau chuyện này, mình bắt đầu có cảm giác hơi rùng rợn rồi đó. Chúng ta hãy tìm phấn hoa tuyết và sau đó nhanh chóng rời khỏi đây đi. Nhìn đi, nó kia kìa. Hoa tuyết nhìn cũng đẹp quá ha. Người cuối cùng tới được chỗ hoa tuyết chắc chắn cũng bị đông cứng rồi. Cái hố này ở đâu ra vậy? Mình cũng không biết nữa. Và mình không nghĩ chúng ta muốn biết đâu á. Hãy nhanh chóng xì trâm phấn hoa và quay trở về. Được rồi, sắp tới rồi, cẩn thận đó. Mình không thể leo cao hơn nữa. Mình là xì trâm nhẹ nhất, hãy để mình lấy cho. Thiệt là liều lĩnh đó Tí con ơi. Tốt nhất là cậu nên leo không, leo mình xuống làm đi được mà. Tí con ơi.
nương rớt xuống vực rồi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên tí cô nương. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là thực hiện điều ước cuối cùng của cô ấy, mang cái này về giao cho Tí Vua. Phải làm vậy đó, đúng rồi, làm vậy đi. Không được rồi, chúng ta đã mắc kẹt rồi. Mắc kẹt? Mình biết mà Tí Vua ơi. Nè, bình tĩnh đi mọi người. Bây giờ chúng ta hãy tìm cách báo cho Tí Vua biết vấn đề này đi. Chúng ta có thể sử dụng tín hiệu khói được. Không biết các xì trùm đã xì trùm phải chuyện gì. Đúng ra chúng đã về từ lâu rồi. Con có thể thôi được không? Con xin lỗi thưa Tí Vua. Tí Vua ơi, hãy nhìn coi. Là tín hiệu khói được xì trùm từ núi băng. Các xì trùm đang cần ta. Nhanh lên lấy xe trượt tuyết. Làm ơn thả ta ra. Làm ơn. Làm ơn đừng giữ ta ở đây, ta muốn quay lại với các bạn xì trùm. Hãy nhìn đi, ta không thuộc về ngươi và không thuộc về nơi này. Thả ta ra. Đừng khóc. Ta cảm ơn món quà của ngươi, chỉ là ta sắp đóng băng rồi. Cảm ơn, nhưng ta đói bụng quá. Nhưng ta cần cái gì đó khác gì thêm hơn miếng băng này. Ước gì có Tí Vua ở đây. Ước gì có Tí Vua ở đây ha. Giờ Tí Vua con. Quái vật nổi điên rồi kìa. Và chúng ta bị dồn vào chân tường rồi. Chúng ta chỉ còn cách là chống lại nó thôi. Nhanh lên các cậu, hãy lấy tuyết ném nó đi. Hãy ném mau. Tốt lắm các sĩ trung, chúng ta gần tới rồi. Dừng lại, đây chính là nơi hoa tuyết thường xì trùm lên, nhưng nó đã biến mất rồi. Và các xì trùm đâu mất tiêu rồi? Từ những dấu vết ở đây cộng với đường rượt dài này, thì ta nghĩ tất cả các xì trùm đã bị rớt xuống đây. Ôi, Tí Tham Ăn ơi, từ nay không được nghe tiếng bao tử của cậu sôi nữa rồi. Và Tí Dụng Về sẽ không bao giờ còn làm rớt mũi lên chân của ta nữa. Các sĩ trùm yêu quý của ta. Họ còn sống. Hả? Tí cô nương. Tí cô nương. Tí Vua ơi. Ôi, rất vui được gặp lại mọi người. Tí Vua ơi. Đây nè, tụi con đã hái được hoa tuyết rồi. Các con giỏi lắm. Giờ hãy đuổi theo quái vật để cứu Tí cô nương. Ta sẽ chữa chân ta bằng cách này. Lần thứ hai ngươi đã xì trùm cho ta đó. Chuyện gì xảy ra với chân của ngươi vậy? Nó kia kìa, Tí cô nương chắc là ở trong đó. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ bắt được nó mà. Hả?
tấn công. Nè, người đem ta đi đâu đó? Hãy đứng lại tên ngát gan. Nó đã vào đường cùng rồi. Hay ta. Thả mấy cô nương ra. Cậu ta chỉ muốn tiếp cô nương thôi. Thả ra. Các cậu hãy dừng lại, đừng làm nó sợ mà. Nó không phải là một con quái vật xấu đâu. Nó rất cô đơn và chỉ muốn mình ở đây với nó thôi. Quái vật tuyết, bọn ta không có ý làm hại người. Đây là một phấn hoa tuyết sẽ xì trong chân người không còn đau. Thấy chưa, cây hoa tuyết chỉ có thể xì trong băng giá và tuyết. Và tiết cô nương chỉ có thể xì trong ở nơi khí hậu ấm áp trong ngôi làng của xì trong. Cũng giống như cây hoa tuyết chỉ có một tiết cô nương trên khắp thế giới. Và bây giờ cây hoa tuyết không còn nữa. Hãy nhớ kỹ, chỉ xì trung vừa đủ chúng ta cần. Cảm ơn vì đã chia sẻ hoa tuyết với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xì trung lại vào năm tới khi hoa tuyết lại xì trung một lần. Có nghĩa là bọn ta cứ mỗi năm sẽ tới xì trung ngươi. Tạm biệt. Hôm nay chúng ta vinh danh tất cả các sĩ trâm, những người đã dám sĩ trâm sinh mạng của mình đi tìm cây hoa tuyết, và rất vui khi các con đã trở về. Hả? Cứ tưởng cậu tiêu rồi. Không, chỉ đói bụng chút xíu thôi. Ăn thêm bánh không? Thêm lá xá xỉ nữa. Nếu các cậu không phiền thì mình ăn hết được không? Ngài Tí Du ơi, con có một món quà cho ngài nè. À, phải, thay vì những chuyện rắc rối thì thật tốt khi mọi thứ xì trâm lại như bình thường. Nếu như thử nghiệm hạt giống dưa xì trâm mới này thành công thì tí nông dân chúng ta sẽ sớm xì trâm đủ dưa để xì trâm cho cả làng trong suốt một năm. Nếu ngài nói đúng thưa Tí Vua, con nghĩ nó sẽ làm mới dùng quả mọng xì trâm này. Mình ghét dưa xì trâm. Vậy để tí Tham ăn chia phần của cậu đi. Mình cũng ghét được chia phần. Các con biết cách xì trâm rồi chứ các xì trâm? Dạ rồi Tí Vua. Tí lười lại ngủ rồi. Chắc chắn là vậy rồi. Tí Vua ơi, thời gian đang bị lãng phí. Ta phải xì trâm về làng thôi, nhưng Tí Quạo và Tí Dụng về sẽ giúp con. Còn Tí Lười thì sao Tí Vua? Cứ xì trâm nó đi chỗ khác nếu nó làm ồn. Mình ghét tiếng ngái. La 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 la. Ôi trời, cây ở đó xì trâm rồi kìa. Đằng kia nữa, đó cũng vậy luôn. Chúng xì trâm hết luôn rồi. Xì trâm tôi ơi. Chúng kéo tới chỗ vườn quả mọng xì trâm kìa. Dừng lại, dây leo. Ta nói rồi. Lạ chưa, dây leo biết ngay hả? Có rắn, cứu với, có rắn. Xì trâm ơi, đánh dây leo này nó to hơn cậu. Lạp 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 lạp. Dẫn chúng lại đi. Ủa, ta có xì trâm không? Dây leo vô xì trâm hả? Chắc là ta đã xì trâm thuốc quá tay rồi. Các xì trâm, coi chừng mấy sợi dây leo vô xì trâm. Dừng lại dây leo, dừng lại ngay. Mình ghét dây leo ngãi. Mấy bông hoa này đẹp quá. Nông dân ơi, không có gì xì trâm thứ này lại được. Mình sẽ xì trâm nó cho. Cậu đưa Tí Lười về làng đi. Alo. Alo, alo. Tí nông dân, cậu đang ở đâu vậy? Mình đang ở trong vườn nè. Mà ai vậy? Cậu đang ở đâu vậy? Tí khéo tay đây, mình đang ở trong làng. Cái này hay quá à. À, đúng là thật sự rất hay. Tí khéo tay, cậu xì trâm ở đâu trong đám dây leo này vậy?
tới đây đi tí đòn, tụi mình cần cậu giúp. Chết rồi, đám dây này ăn thịt tí kéo tay rồi. Cố lên, tí kéo tay, mình sẽ xì trâm cho cậu. Anh tí đòn gặp mình ở nhà tí vua nha. Chắc là mình xì trâm mất rồi. Tí kéo tay, tí đồ, các con ở đâu? Tụi con tụi ở đây, con nè, ở đây từ tí vua. Vua. Đây là ở đâu? Đằng sau ngài nè. Ủa, hai con đây rồi. Chúng ta phải xì trâm gì đó để giải quyết đống dây leo này thật xì trâm. Dạ, thưa tí vua, để con tìm vài xì trâm và chặt nó ra. Đúng là chúng ta cần dừa, nhưng mà thí nghiệm xì trâm lần này của ta đã vượt ngoài tầm xì trâm. Ngài đúng là thiên tài đó tí vua, sao ngài làm được vậy? Thì ta đã nói chuyện với tí nông dân già. Và cậu ấy đang ở túc ngoài vườn, quá tuyệt vời tí vua ơi. Đây đúng là một phát minh xì trâm nhất từng thấy đó. Con sẽ gọi nó là điện thoại xì trâm. Điện thoại xì trâm, quang hô. Nhìn nè bé xì trâm, chúng ta sẽ sớm được trò chuyện với các cậu xì trâm khác trên thế giới rồi. Đừng có ngớ ngẩn vậy chứ tí mộng mơ. Tất cả xì trâm trên thế giới này đều đang ở đây hết. Ha, chà chà, ta thấy điện thoại xì trâm của tí khéo tay được xì trâm ở khắp nơi. Nếu ngài có thắc mắc thưa tí vua, mấy thứ này hoàn toàn xì trâm xấu xí. Cái gì mà dây nhợ chằng chịt khắp nơi à. Bây giờ thì chỉ cần thêm hai giọt hồng ngọc cho vô thiệt nhẹ nhàng. Ồ, cái thứ này thiệt là mắc đó mèo Ara. Nhưng mà mẹ ta nói nó là loại nước hoa hoàn hảo cho lũ xì trung gớm ghiếc kia. Tí cô nương, mình là tí mộng mơ nè. Mình nghe nói là cậu tí đồ xì trung cái dây đó tên này nè. Ồ, chỉ có mình mi thôi à. Em vậy mà hồi nãy xém chúng ta tưởng là mấy đứa đó. Tới xì trâm. Nè im lặng đi. Bi sẽ dọa chúng bỏ chạy mất đây. Ta đã đốn, chúng không thể cưỡng lại mùi hương này rồi. Thật là xì trâm quá. Tới lộ mạnh. Nè tí đô, xì trâm đó là lúc nhà lọt ngay vào bẫy của ta. Tụi bay đừng học leo lên nóc nhà của ta. Lật tí lùi lại đi. Để con làm cho tí vua. Chà, coi chúng ta có gì đây nè. Một loại ống xì trâm gì đó hả? Đây đúng là ý tưởng thông minh của một loài vốn dĩ khờ khạo. Khờ khạo hả? Cậu nói ai khờ khạo hả? Tiếng lạ đâu có xì trâm gì đâu. Bắt được rồi, không biết có bao nhiêu đứa. Ti pha, đây lại là một trò của cậu đúng không? Thì ra là vậy. Một đường ống nói chuyện, cái ống này rỗng và tiếng nói nó phải phát ra từ đoán thử đi mèo Ara. Từ trong làng xì trâm đó đồ mèo ngốc à. Cái điện thoại xì trâm này càng ngày càng xì trâm. Còn chưa kể tiếng ồn phát ra làm con muốn điên lên luôn vậy đó. Tí vua ơi, tí vua có để ý là các xì trâm bây giờ chỉ lo nói chuyện phím qua điện thoại xì trâm mà hoàn toàn không thèm làm việc nữa. Điều làm cho ta xì trâm nhất là giấc ngủ của bé xì trâm. Và bé xì trâm không thể xì trâm vì những tiếng ồn này. Tí nhạc sĩ, con hãy xì trâm đoạn nhạc giữ im lặng đi. Và xì trâm thiệt to lên. Giờ thì nghe đây các xì trâm. Những tiếng nói chuyện này đang làm cho bé xì trâm giật mình và cũng xì trâm cho ta bị nhức đầu. Nên từ bây giờ xì trâm của điện thoại xì trâm sẽ như sau. Tất cả những cuộc gọi đều phải xì trâm qua tiếng cận. Cứ nói đi tiếng vua. Mi thấy không mẹ Ara? Cái giọng nói của hắn càng ngày càng to, có nghĩa là chúng ta đang tới gần hơn rồi. Và bất cứ xì trâm nào gọi điện mà không xin phép thì sẽ bị xì trâm đường dây. Xì trâm xong hết rồi tí cận. Tí lười, chỉ thêm một tiếng ngáy nữa là cậu. Mớ dây lộn xộn này phiền quá đi. Muốn nổi điên luôn, cái đồ chết tiệt à. Alo, alo. Ai mà nói bậy là bị cắt đường dây luôn đó. Nghe rõ chưa, từ tổng đài xì trâm. Xin lỗi nhiều nghe. Ý cậu là tí điệu muốn may quần áo lấp lánh đó. Tổng đài ơi, mình cần xì trâm một cuộc gọi khẩn cấp. Xin lỗi tí tham ăn, đường dây đang bận. Đủ rồi tí điệu, cậu hết 3 phút rồi. Cậu được kết nối đó tí tham ăn. Tí cận, sao tí điệu là tới lượt mình chứ? Không có đâu, tới lượt mình thì có. Tí tham ăn ơi, bé xì trâm đói rồi nè. Tí vua ơi, giờ con về nhà đây. Tí tham ăn còn có muốn. Được rồi, đủ quá rồi. Tí vua đã nói mình là tổng đài chính thức. Và cho dù là ai thì mình cũng sẽ... chết rồi,
Tí Du ơi, mình đã làm gì vậy? Ta đồng cảm về vấn đề của con Tí Cận, nhưng mà dù sao thì trời cũng đã tối rồi. Ta muốn con ngắt đường dây xì trâm cho tới khi trời sáng. Giờ thì chúc ngủ ngon các xì trâm nhỏ. Tí Du ơi, con không cố ý đâu. Ngủ ngon nghe Tí Cận. Chúc Tí Du ngủ ngon. Ngủ ngon Tí Tham Ăn. Ngủ ngon nha Tí Câu Nên. Nghe chúc ngủ ngon. Bực mình quá à. Cái lũ sinh vật xanh lẹ gớm ghiếc đó đi ngủ hết rồi mèo Ara hả? Ta nghĩ ta cũng nên tranh thủ làm một giấc đi. Tiếng gì ghê vậy? Hình như là tiếng gấu á. Tí Du ơi, trong đó đi, mình cần được ngủ mà. Tí lười, đừng có sự trông quá cỡ như vậy chứ. Nhưng mà nó đâu phải con đâu Tí Du. Chết rồi, chắc là gấu. Tí Du ơi, ngài còn thức không? Nếu ta không tỉnh giấc trước thì tiếng đập của các con cũng đủ làm cho ta tỉnh rồi. Được rồi các sĩ trâm, hãy hạ đường dây xuống đi. Cắt hết luôn sao? Không, chỉ cắt ở chỗ có con gấu đang ngủ và cắt mấy cái bông hoa ở đó đi. Dạ được, thưa Tí Du. À, có lẽ ta nên tập đấu vài món sĩ trâm mới được. Tí Du ơi, cứu với lão gà mên. Đừng có quá hoảng hốt các sĩ trâm nhỏ. Lão gà mên rất sợ thú rừng nên không dám sĩ trâm qua rừng vào ban đêm đâu. Tí khéo tài nói đường dây sĩ trâm đã đến lâu đài của lão ta, và những gì mà các con sĩ trâm thấy chỉ là tiếng ngáy của lão ta thôi. Ăn phần sĩ trâm của ngươi đi mèo Ara, trước khi chúng. Thấy chưa, không còn gà mơ nữa đâu. Tí Du ơi, Tí Đồ, Tí Thợ Săn và Tí Nông Dân đi đâu rồi? À, ta sai, mấy đứa nó đi xì trong con gấu ngáy rồi. Là lão gà mơ. Ôi chết rồi, ta đã xì trong tụi nhỏ dũng cảm xì trong vô bẫy rồi. Có vẻ như chúng ta phải xì trong cả đêm rồi. Cậu thấy con gấu chưa? Đúng là nó đã bị đống dây hoa này che rồi. Đầu của nó ở hướng nào? Đây rồi. À, xì trâm bông hoa ngay cái mũi to dài của nó đi. Mũi to dài hả? Là xì trâm, mèo Ara nhanh lên. Chính là lão gà mên. Chạy đi. Trời ơi, mấy sợi dây chết tiệt này, thiệt là tức quá mà. Chúng kia kìa mèo Ara. Có làm gì đi nữa thì cũng không được dẫn hắn về làng. Dù chúng mày có chạy đi đâu, đồ xì trâm kia, ta chỉ cần dò theo tiếng nói trong đường ống này là xong à. Lên đây đây. Chúng ta tóm được chúng rồi mèo Ara. Chúng không còn đường nào. Mèo Ara giúp ta xuống. Con mèo Ara kia đi đâu rồi? Giúp ta. Không xì trông thấy tụi nhỏ ở lâu đài của lão gà mên, và cũng không nhìn thấy. Nhìn kìa Tí Vua. Ý là Tí Vua kìa. Tí Vua ơi, thật ra đó không phải là tiếng ngáy của con gấu, mà là... Ta biết là lão gà mên chứ gì. Được rồi, nghe đây các xì trâm dùng điện thoại. Vì không có ai ngủ ngon trong hai ngày qua trừ Tí Lười, nên Tí Vua quyết định cho mọi người nghỉ một ngày. Và nhân tiện mọi người đang chú ý, mình xin phép được đọc nội quy mới về việc sử dụng điện thoại xì trâm. Điều đầu tiên. Chuyện gì vậy? Dạ thưa Tí Vua, đó là kết cục của đường dây điện thoại xì trâm. Không phải yên tĩnh quá sao? Một cho mình, một cho vô nhỏ, một cho mình, một cho vô nhỏ, một cho mình. Tí Quạo à, mấy bụi cây quả mỏng xì trâm này sẽ đủ cho cả ngôi làng luôn á. Tí Tham Ăn hái thì không đủ đâu. Đó là gì á? Mình ghét đó. Có chuyện gì vậy kìa? Chặt xuống. Xì trâm bao lên. Chúng ta phải báo cho Tí Vua ngay. Đi nhanh. Dạ, các tiều phu đang đốn cây ở ngoài rừng đó thưa Tí Vua. Chặt xuống.
Con không thể hiểu được tí vua ơi. Ai cũng biết rằng khu rừng này đã được vua Zoran bảo trợ rồi mà. Việc này thì kinh khủng, chúng ta phải báo cho vua Zoran biết ngay. Để con đi từ tí vua, anh Vũ sẽ chở con. Anh Vũ à, bây giờ chúng ta phải tới chỗ vua Zoran ngay. Mình nên xì trâm với cậu thì hơn. Mình ghét đám tiều phu. Nhanh lên đi anh Vũ, nhanh lên. Tạm biệt, nhớ cẩn thận đó. Dạ, tụi con biết rồi. Các tí lại đây, chúng ta sẽ bàn kế hoạch để ngăn bọn tiều phu. Theo như bản đồ này thì con sông sẽ đưa mấy khúc gỗ tới thẳng cái đập. Nó thật là hoàn hảo phải không? Nhưng sếp nốt à. Nhưng lỡ vua Zeran phát hiện ra thì sao? Chúng ta nên đi qua khu rừng khác thì hơn á. Quên chuyện đó đi đồ ngốc. Mấy cái cây này rất to, giờ ta sẽ đổi đời. Nhưng họ nói khu rừng này bị ma ám đó. Đừng có nhảm nhí nữa. Quay lại làm việc đi. Ta muốn cả khu rừng này phải bị chặt xuống hết trong ngày mai. Ngày mai sao? Chặt xuống. Nếu như không có việc ngăn bọn tiều phu này lại thì các con vật sẽ không còn chỗ ở nữa. Phải, cả sĩ trong tụi mình nữa. Ta không thể chờ vua Zoran được. Hết thời gian rồi, chúng ta phải có cách gì đó. Con có kế hoạch rồi thưa tí vua. Hay lắm tí khéo tay, dụng cụ. Bọn họ sẽ không thể chặt cây nếu thiếu chúng. Giờ thì nghe đây các tí. Ta đã nghĩ ra cách có thể ngăn chặn bọn tiều phu rồi. Nhìn kia, là lâu đài của vua Zoran. Mình ghét bại lượng. Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Mau xì trung khỏi đây thôi. Nhanh lên tí dụng vậy. Chúng ta phải tháo dây mấy con ngựa này trước khi có ai đó nhìn thấy. Đi thôi anh bạn. Đi thôi anh bạn. Đừng có đứng ở đó. Đuổi theo chúng. Quay lại đây. Nhanh lên cắt tí. Lấy dụng cụ của họ đi. Cái này nó nặng quá tí vua ơi. Đừng bỏ cuộc, hãy xì trúng hết sức của mình đi. Út gì vua Zoran mau tới đây để giúp chúng ta. Cậu có chắc là mình đi đúng không vậy tí cần? Dĩ nhiên rồi. Chắc phòng của vua Zoran chỉ ở sau cái ngã rẽ này thôi à. Ôi chị Trâm ơi, nhiều lính hơn nữa kìa. Là tí người mái. Tạ ơn chị Trâm. Tí người mái ơi, hãy dẫn bọn mình tới chỗ của vua Zoran. Đi rồi là sao? Đi đâu ngày ấy cũng mang theo cậu mà. Mình hiểu rồi. Vua Zoran đang tận hưởng kỳ nghỉ trên biển đó, nên ngày ấy sợ nước biển sẽ làm cậu hỏng, phải vậy không? Mình ghét hư hỏng. Mình mới vừa xì trâm ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Hãy để lại lời nhắn. Vua Zoran kính mến, bọn tiều phu đang xì trâm rừng của ngài. Ngài phải xì trâm họ trước khi họ xì trâm tất cả xì trâm ra khỏi ngôi làng xì trâm. Thân mến xì trâm, tí cận. Các cậu có thấy là bức thư này hơi đơn điệu và nhàm chán không? Mình thấy nó hơi... Xì trâm lắm rồi tí cận ơi. Mình chỉ cần để trên nai vàng của vua chơi ra là được. Chúng ta nên quay về làng xì trâm. Cậu có muốn xì trâm cùng tụi mình không? Cố lên các tí. Chúng ta phải xì trâm mấy dụng cụ này trước khi họ quay trở lại. Tụi con đang cố hết sức đây. Nãy giờ tụi con di chuyển được có một chút à. Tí vua ơi, bọn tí vua đã bắt được mấy con ngựa rồi. Giờ họ đã quay lại đó. Nhanh lên các tí, lấy lá che lại đi. Làm vậy có thể giấu chúng khỏi mấy tay tiểu phu. Nhanh lên. Nhưng nốt, tôi đã nói là tôi tự tay cột mấy con ngựa ở đây mà. Nhanh lên chạy trong khỏi đây thôi. Vậy à? Vậy tại sao bọn chúng lại chạy ra ngoài chứ? Sếp nốt, dụng cụ bị mất hết rồi. Đúng đó, tôi vừa để cưa ở đây mà. Hồi nãy là mấy con ngựa, bây giờ thì dụng cụ mất. Có chuyện gì vậy hả? Là ma đó, tôi đã nói khu rừng này có ma rồi. Nhảm nhí, nó không biến mất được đâu. Chắc là chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi. Chắc là lá rơi xuống chè mất đó. Đúng rồi, giờ thì quay lại làm việc đi. Tất cả các cậu đã trễ lắm rồi đó. Kế hoạch này thất bại rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây thôi tí vua? Có lẽ chúng ta không cần làm gì nữa đâu. Nhìn kìa, là anh Vũ. Mình không thể chờ tới lúc được nghe tin tốt. Ý các con là vua Zoran sẽ không tới hay sao? Đây không phải là tin mình muốn nghe chút nào. Nhưng tụi con mang tí người mái về để giúp đỡ đó ngài tí vua. Ồ vậy quan nghênh cậu tới đây. Phải, và con cũng để lại lời nhắn rất rõ ràng cho vua Zoran rồi. Con chắc là ngày ấy sẽ tới sau khi đọc được bức thư của con. Chắc chưa? Tới lúc đó e là quá muộn. Ngài có kế hoạch gì không hả tí vua? Có chứ.
ta nghĩ là chúng ta phải chuyển qua ngôi làng khác ngay thôi. Chuyển qua ngôi làng khác. Không còn cách nào khác nữa, chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất thôi. Mình ghét tệ nhất. Tí vua nói đúng, mình sẽ chuẩn bị xe đẩy. Trong lúc tất cả thu dọn, tí cận tí đô và tí người máy sẽ giúp ta làm chậm các tiều phu lại. Làm việc tiếp đi Lockwood, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Dạ sếp, dạ sếp, dạ sếp lên. Chạy đi. Ôi không, có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây vậy? Tôi đã nói khu rừng này bị ma ám rồi mà. Lockwood nói đúng, chắc chắn là ma. Ra khỏi đây rồi. Đừng có dùng ma biện hộ cho sự lười biếng nữa. Giờ chúng ta phải làm việc cả đêm để bù lại cho thời gian bị mất. Ý ông là chúng ta sẽ ở đây làm việc vào buổi tối sao? Đúng đó, giờ ta sẽ dẫn cổ bất cứ đứa nào dám đề cập tới ma. Đừng có đè lên người ta đồ ngốc. Giờ quay trở lại làm việc đi. Hay quá à, chúng ta đã ngăn họ được một chút. Giờ phải làm gì đây tí vua? Ta nghĩ là ta biết cách để tránh khỏi bọn tiều phu rồi. Nhanh lên nào các tí, quay về làng thôi. Mình nghĩ vậy là hết rồi. Tí kéo tài ơi, việc chuyển đi làm mình buồn quá. Mình ghét chuyển đi. Tạm biệt làng xì trùm nhỏ bé. Ta đã có cách để ngăn bọn tiều phu lại rồi. Và ta cần sự giúp sức của các tí, đặc biệt là cậu đó tí người máy. Ngài muốn tụi con làm gì hả tí vua? Đem về tất cả dây mà con tìm được. Chúng ta sẽ cần lá và màu và cỏ và gỗ và nhanh lên. Dạ được tí vua. Một hôn ma. Tên ngốc lất quyệt kia, hãy tiếp tục làm việc đi. Dạ thưa sếp. Cái gì vậy? Chỉ là một cành cây thôi mà đồ ngốc. Giờ chặt cây đó xuống đi. Có lẽ ông ấy nói đúng, có lẽ không có ma đâu. Chúng ta là ma của khu rừng này. Đi đi, đám tiều phu kia, đi đi. Hãy biến khỏi khu rừng của chúng ta trước khi mọi chuyện quá tệ. Chuyện gì xảy ra vậy hả? Là ma, cả khu rừng này ma, ma đó. Nhảm nhí, có còn nhớ là ta đã nói sẽ làm gì nữa ai nhắc tới ma nữa không? Nào, ngươi đã nói cái gì hả Lockwood? Quay lại đây mấy tên ngốc kia. Ngươi mới ngốc đó gà tiều phù. Và ngươi sẽ phải trả giá cho sự xâm phạm của mình. Một con ma, cứu. Chú ơi, chính sao ta ra? Chào ngài Nốt. Tất cả chuyện này là sao hả? Vua Chiran, ta đã cảnh báo với người là hãy tránh xa khu rừng của ta ra mà. Nhưng tôi... Hãy bắt tên này lại luôn đi. Ta muốn tất cả bọn chúng bị trục xuất khỏi vương quốc của ta. Rất cảm ơn ngài, rất cảm ơn ngài. Nhưng trước hết, ngươi và người của ngươi phải trồng lại 100 cây cho mỗi cây mà các ngươi đã cố ý chặt xuống. Hãy đưa chúng đi. Tí người máy, có đó không vậy? Các xì trâm ra được rồi. Bọn tiều phu đã đi hết rồi. Vua Charan, cuối cùng thì ngài cũng tới kịp lúc. Đáng lẽ ta nên tới sớm hơn, nhưng phải mất một lúc ta mới hiểu được lời nhắn của tí cận là gì. Vậy hả? Tôi nghĩ nó khá rõ ràng rồi mà. Giờ thì chúng ta hãy chúc mừng vì khu rừng đã được an toàn. Phải, giờ công của các xì trâm. Phải, như tôi vẫn thường nói rằng, đừng bao giờ sợ. Chừng nào khu rừng này vẫn được các xì trâm bảo vệ thì cây cối trong rừng sẽ mãi mãi đứng vững thôi. Chắc là trừ cái cây này ra.